quý vị. Chào mừng quý vị đã cùng đến với Gieo Vần Đoán Ý. Chúng tôi giới thiệu đến quý vị hai người chơi rất là đáng yêu. Xin giới thiệu Ngọc Hoa và Trịnh Tài. Đó, 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 thấy chưa, thấy chưa? Dạ. Không gặp tôi là xong luôn rồi đó, thấy chưa? Có sao không? Thôi đừng nhắc tới, quê muốn chết. Trên trời có đám mây xanh. Hay. Bún bò phải có miếng chanh với hành. Á, à, hợp lý đúng không thầy? Thầy thấy hợp lý không? Đúng rồi. Đây là một loại gia vị được nêm vào trong món bún bò hết. Chương trình Gieo Vần Đoán Ý được phát sóng vào lúc 19 giờ 15 phút mỗi thứ hai tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1.